Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Có một cái thông tin mà ta nói hiện tại bây giờ nghe, trên các cái hội nhóm yêu thương chị Loan đó quý bà con. Chú cha ơi, ta nói bàn tán lung tung xà beng. Nó ghê gớm. Và ta nói bây giờ trời ơi, ba quan văn võ bàn quan thiên hạ, người ta đồn người ta đón quá trời luôn, quá trời quá đất. Rồi ngày hôm nay em và quý bà con cô bác mình hãy cùng nhau mà đi tìm cái câu trả lời. Đó là cái thông tin gì, cái thông tin đó hay, nó hấp dẫn ra làm sao. Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý bà con mình cùng theo dõi. Kính thưa tất cả quý bà con, mới đây thôi, ở trên các cái hội nhóm yêu thương chị Loan, em phát hiện ra bài viết như thế này. Tôi là một người dân sống gần tại cái quán hủ tiếu bò viên của Sáu Xì Bào. Mới sáng sớm đây thôi, tôi đã phát hiện một cái người trông có vẻ giống như cái bà thím Bảy, vợ của chú Bảy. Nhưng tôi đi ngang thì tôi thấy hai người đang ngồi nói chuyện đó. Nhưng mà lúc tôi trở về thì tôi thấy có những cái hành động kiểu như mà y chang là chỉ trỏ, dường như là đã có lời cãi vã, cự lộn với nhau. Đó. Thì bây giờ trời đất ơi, cái dòng xì ta tốt đó, người ta bàn tán quá trời quá đất. Người thì cho rằng bà Bảy, đó là bà Bảy chạy qua bên phía cô Sáu mượn tiền mượn bạc gì đó đó. Rồi một số người người ta cho rằng là bà Bảy chạy qua bên quán bà Sáu để mà kêu bằng cự lộn với nhau. Vậy thì bây giờ em và quý bà con mình cùng nhau mà tìm câu trả lời. Vậy thì bây giờ họ cự lộn á, thì cự lộn về cái vấn đề gì? Thì kính thưa tất cả quý bà con, chú cha ơi, em phát hiện ra chi tiết như thế này nè. Tại sao mà bây giờ ví dụ đi, bà Bảy bà có cự lộn thiệt á với bà Sáu, thì cự lộn về cái lý do gì? Thì chắc có lẽ là như vậy nè quý bà con. Theo em nghĩ nghe, đã cái lần này á là con ve nó tổ chức cái live show lần thứ hai, một cái mới cái chát là ở Bến Thành đúng không, còn cái chuẩn bị diễn ra là ở dưới Hậu Giang đó. Hai lần này nếu mà quý bà con cô bác nào mà để ý á, thì tất nhiên không có sự xuất hiện của mặt bà Bảy và cái thằng Tiểu Hèn Sản. Ông Bảy thì mình không nói tới đi, ông già kiểu như ông cũng thở oxy rồi, mình không có nói gì tới ông đó. Nhưng mà tại sao mà bà Bảy ba lại bắt cự bà Sáu? Thì theo một số thông tin cho em biết á, là kiểu như bà Bảy ba bực, bà tức. Tại vì mấy ngày hôm nay, từ khi mà ông Bảy ông bệnh á, thì bà Bảy ba đâu có buôn bán cái gì nữa quý bà con. Bà bán hàng online mà em nói thiệt với quý bà con, chu cha ơi, đi live stream bán hàng online mà trời đất ơi, ông nội ơi, ta nói gì đâu có mười mấy người coi rồi lấy ai mua, đúng không? Ví dụ như giờ mình live stream 1000 người coi thì ít nhiều gì cũng có 10 người mua. 10 người mua thì bây giờ nói nào ngay cũng kiếm bảy chút đỉnh, kiếm tiền ăn uống qua hàng ngày cũng được đi đó. Mà giờ live có mười mấy người coi thì lấy ai mua, đúng chưa? Bà Bảy ba làm ăn không được, bà mới tức là sao trời đất ơi, con ve nó mở live show nữa. Mà thay vì bây giờ rủ mấy cái thằng mà lu lu cao đồ này kia các kiểu, thì tại sao không mời bà Bảy, rồi không mời luôn thằng con trai của bà Bảy là thằng Tiểu Hèn Sáng để mà đi diễn cùng, để mà nói nào ngay. Ví dụ giận ve nó kêu á, dụ quen biết á, thì nó ăn bậy chừng xô đó chừng vài ba triệu cũng đỡ, đúng không quý bà con? Trong cái lúc mà giai đoạn khó khăn, trời đất ơi, ta nói bây giờ 1000 hay 2-3000 gì á nó cũng là quý giá, đúng chưa? Nó mà bây giờ á, bà Bảy bà không được cái sự mời của con ve, cho nên vì vậy bà Bảy bà qua bà đầu bà cự bà Sáu, kiểu như bà kêu bà Bảy á, kiểu như bà qua bà nói bà Sáu á, Sáu ơi bây giờ Sáu nói với con gái Sáu đi, trời ơi dẫu sao tôi cũng là thím đó mà. Đúng rồi chú thím tôi cũng là thím đó mà, live show nào tôi cũng mời nó. Bà nhớ không, bữa live show đó tôi hát rồi tôi trả tiền cho bà, lương bà với con gái bà cao nhất á, rồi giờ tự nhiên cái tới live show bà không mời tôi làm sao? Trời đất ơi, mình sống thì phải có tình có nghĩa chứ, đúng không? Bây giờ bà làm ăn vậy rồi mặt mũi tôi ai coi tôi ra gì? Trời đất ơi, ít nhiều gì tôi cũng là vợ của nghệ sĩ bộ, tôi cũng là nghệ sĩ bộ, kim mai xì thò đâu. Đó, tại sao bây giờ bà không cho con ve nó mời? Ủa bây giờ bà nói con ve tiếng đi. Bắt đầu bà Sáu bà giải thích. Ve nó không mời tại vì cái show này là toàn là dân chú cụi,
dì diễn chú cụ với hằng Nga, tại vì trung thu mà. Rồi bà giờ bà vô cái mặt bà già vậy, rồi bà rồi thím chứ. Ừ, thím giờ thím mặt thím già vậy, rồi thím diễn vai gì, không lẽ giờ thím diễn vai mặt căng hả? Ừ đó, cái bắt đầu bà bảy ba mới cũng nói, thì bây giờ trời đất ơi, bây giờ dù tôi diễn này kia không được thì giờ cho tôi hát nữa cũng được đó, tôi hát nhạc trẻ cũng được nè, còn mấy cho tôi bị mua cột mua lửa gì tôi cũng chịu, miễn sao có tiền là tôi lo cho ông bảy cũng được. Thì cái cuộc nói chuyện nó kiểu thì mình hình dung ra nó vậy đó quý bà con, thì cũng có lý chứ bộ, đúng không? Thì bắt đầu bà bảy ổ lộn bà sáu, cô sáu cô không chịu, bắt đầu cự qua cự lại đọc các kiểu. Thì bây giờ em nói quý bà con nghe, cự cũng phải thôi, bây giờ nói nào ngay á, bởi ta nói thiệt ăn ở làm sao sống như thế nào, cho nên vì vậy đồng đội của mình nó ruồng bỏ mình, nó phản bội mình. Mà em nói thiệt quý bà con, sống như kiểu con ve vậy đó, mai chiều em nói thiệt cái trời đất ơi, tự động ta bỏ người ta đi hết trơn à, đúng không? Tại vì bây giờ bà bảy á, bà nằm trong cái thế kẹt. Kẹt ở đây không phải là kẹt ở dưới ngã ba mình nha quý bà con, kẹt có nghĩa là người trong cuộc hiểu người trong kẹt đó. Bây giờ dướng bận ông bảy, mà ông bảy là em của bà sáu đó, bây giờ bỏ cũng không được, mà giờ bỏ thì bây giờ bà bảy bà cũng không biết làm, bà cũng kiểu như không biết dựa dẫm ai mà kiếm tiền. Có nghĩa là bây giờ ông bảy nào ông nằm chỗ nè đó, thì ít nhiều gì kêu gọi mạnh thường quân rồi cũng có chút đỉnh. Mà bây giờ em nói quý bà con nghe, bây giờ không lẽ diễn thì diễn hoài, đúng không? Bệnh thì cũng phải bệnh một lần, ví dụ mình lấy tiền người ta cũng lấy một lần thôi, rồi mình cũng phải bỏ công bỏ cán bỏ sức mình ra mình đi làm mình kiếm tiền, chứ không lẽ giờ tại đất ơi ông bảy nằm hoài, bắt ông nằm suốt đời hay sao, đúng chưa? Mà bây giờ đã bây giờ bán bánh xèo bánh bèo cái đất gì đó bây giờ là dẹp hết rồi, về nhà mới ở rồi đó, bây giờ rồi nồi niêu son chảo gì đó đâu mà bán. Mà bây giờ cho dù bán đi chăng nữa cũng không ai mua đó, bởi giờ bà bảy ba kẹt dữ lắm. Bà bây giờ bà rất cần những cái xô kiểu như con ve, nó giận ve mà alo bán cái tao đất ơi ông nội, tao nói bà chạy 900 km/h, bà chạy tốc độ bàn thờ với tốc độ máy bay đó, bà xuống Hậu Giang bà hát liền cho coi. Mà tại vì con ve nó sống theo cái kiểu mà láo cá đó quý bà con, thiệt rõ ràng là láo cá thiệt. Quý bà con mình còn nhớ cái phim trường của Hằng mà kêu bằng Thái Kim xì bà gì không? Ông nội ơi, ta nói trời đất ơi, đợt mà bà bảy đó bà đứng ra bà tổ chức cái live xì xô, mà nói nào ngay á, bà bảy á thì bà cũng là kêu bằng y chang là kêu bằng đội trưởng hay là cái nhóm trưởng gì trong cái hài kịch cái gì đó mình không có rành, nhưng mà đúng là bà là kêu bằng tổ trưởng đi. Ừ, cũng như y chang mình đi học mà tổ trưởng đó. Thì bà đứng ra bà tổ chức live xô tại cái sân khấu Kim Thái bà bắt đầu bà mời, là tôi nói thiệt quý bà con ha, mời ca sĩ là không tên tuổi thì mình biết rồi, mà đặc biệt có mời luôn mẹ con ve. Thì cái đợt đó thằng YouTuber ruột nó lại nó quay đó quý bà con nhớ không đó. Mà bây giờ tới khiên ve nó mở live show rồi, cái bắt đầu ve nó không thèm mời lại bà bảy, nó cũng không thèm mời luôn cái thằng tiểu hàng sản, đúng chưa? Trời đất ơi, vậy sống gì còn tình nghĩa. Mà bây giờ nếu mà bên bà sáu bà đổ thừa là nói trời ơi, cái này live show này á không phải của con ve tổ chức đâu, cái live show này là do con lợn tay xanh nó tổ chức chứ lộn, tổ chức. Thì bây giờ nếu mà thật sự con lợn tay xanh nó tổ chức á, thì bà bảy bà càng có lý do bà chở vô trong mặt nữa. Tại sao? Tại vì quý bà con mình nên nhớ á, cái hôm bữa ông bảy nằm viện, bà bảy đã lên dòng xì ta tút là cảm ơn lợn tay xanh. Ừ, cảm ơn chị Tư Bắc Giới vì cái con lợn tay xanh này nó đã kêu bằng đóng viện phí cho ông bảy đó. Thì bây giờ nói nào nghe, ông bảy đang thất nghiệp, giờ bà bảy ông bảy không bệnh, bà bảy thì giờ ba còn khỏe chân chân thì mới mướn ba đi hát, đúng không? Nói xạo thôi, nói xạo để mà kêu bằng cố tình tránh né bà bảy, không cho bà bảy đi hát. Thì nói đại là không cho bà bảy đi hát đi, tại vì nói thẳng ra luôn bà già bà xấu đó, ừ bà hát dở không cho bà đi vậy thôi, có gì đâu, đúng không? Mà qua cái chuyện này chúng ta thấy được á, cái độ mà nham nhở của con ve và cái độ mặn ve nó sống vô cùng mà không có ơn có nghĩa gì để trên tội, đúng chưa quý bà con? Và cho tới tận bây giờ, khi mà ông bảy nằm ở bệnh viện cho đến khi ông bảy dời về cái nhà trọ mới, con ve nó chưa hề bước chân qua để mà nó thăm ông bảy nó một cái. Chú bảy, ô cậu bảy chứ. Có nhiều người ta cho rằng á, những cái người mà fan của con ve người ta nói vậy nè, trời ơi chị ve chỉ mắt kêu bằng mắt đủ thứ kiểu mắt. Ừ,
nào là mắc tới tháng nè, rớt điện thoại quý bà con, mắc tới tháng nè, rồi nào là do lo công việc quá trời, rồi lo chạy xô chạy bọng chạy thao đồ các kiểu, xạo chứ không phải sợ ông Bảy ông lây cái bệnh ho lao hả, đúng không? Trời ơi, em nói thiệt với quý bà con nghe, bây giờ em nói cho dù bây giờ là ổng có bệnh gì đi chăng nữa, mình bổn phận là cháu thì cũng chính miệng con ve nó nói là giờ nó thương cậu Bảy, nó giống như cậu Năm, thì giờ ông bệnh nó qua giờ thể hiện đi, thực hiện cái lời nói là kêu bằng ngày xưa con mẹ con á đã chăm sóc cho cậu Năm như thế nào trong bệnh viện, giờ qua làm lại đi, tại vì cậu nào cũng như cậu đó mà, đúng chưa? Trời đất ơi, xạo mà xạo ke nó quý bà con, đã xạo mà còn có ke trong đó nữa, trời đất ơi, xạo con ki là con gì bốn chân dưới quê nó hay sủa, con gì dốc mà láo mà lương thì mắc lẹo, mà em nói thiệt cũng vừa với ông Bảy đó, đó tưng bốc con ve, tưng bốc cái thằng tiểu hèn sáng. Con gái mình thì nó giỏi, nó thương mình, không thương, đi thương những cái thứ tào lao không. Bởi em nói thiệt quý bà con, trời trả báo là đúng, ghét của nào trời trao của đó. Trời đất ơi, ông nội, bởi tao nói đúng. Rồi thêm cái thông tin thứ hai như thế này, em mời tất cả quý bà con mình cùng lắng nghe nha. Hổng gạn biết quý bà con mình có để ý không, ông sạc nổ á, ông sạc răng đó, trời đất ơi lúc gài ha, trời đất ơi, tao nói từ ở bên Pháp về Việt Nam mà hổng gài làm như ông chưa về, hình như ông chưa bay về Pháp. Ủa vậy bây giờ cái câu hỏi đặt ra là cái gì, không lẽ có khi nào mà ông ở đây luôn không ta? Chứ hổng gài là em để ý á nghe, em thấy ông ở chung với cái con trợ lý Kim Hô Hô á. Mà ngộ vậy nữa nè, mình nói chuyện này nó hơi tế nhị, nó hơi nhạy cảm thiệt, nhưng cũng phải nói thôi. Trong những cái đoạn live stream của cái ông mà sạc răng răng đó, ông sạc binh đó, ông live stream ông bán hàng online, ông bán sầu riêng, ông bán cái gì mà phụ với cái chị trợ lý đó, ông nội ơi, vô tình ông quay cái cảnh mà trợ lý chỉ đi, mà ngộ lắm, chị trợ lý lúc gài chỉ đi hai hàng không à, chú cha ơi, ngộ nha. Có khi nào quý bà con đang nghĩ gì, quý bà con cô bác mình đang nghĩ cái gì, thư quý bà con mình đang nghĩ cái điều mà em đang nghĩ đó. Mà em nghĩ cái gì thì em bảo đảm quý bà con mình cũng đang nghĩ giống em đó, đúng không? Trời đất ơi, tự nhiên ông sạc bên ông về cái trợ lý Kim Hô Hô mấy ngày nay đi nó phơi phới ông nội ơi, phơi phới rồi đi mặt tươi rồi tung tăng nhảy chân sáo đâu mà đi hai hàng không à, chà chắc cũng bự dữ à. Đó, em nghĩ gì thì quý bà con mình nghĩ đó, và quý bà con mình nghĩ cái đó thì em nghĩ cái gì vậy thôi đó, đúng không? Và thêm một cái vấn đề như thế này nữa quý bà con, sao mà lâu quá ông sạc binh không về nước ta, sạc binh mà sạc Việt Kiều mà giàu lắm, mà giàu quá trời quá đất, mà từ bên Mỹ về phải có nhà tài trợ, có mạnh thường quân cho tiền. Theo em nghĩ á nghe, chắc ông sạc binh này ông cũng đợi, chắc ông cũng đã biết trước chuyện gì, chắc ông Bảy sắp đứt. Thì bây giờ quý bà con mình nghĩ đi, chỉ có những lý do đó thôi. Một á là không có tiền bay ngược về bên Pháp, đúng không? Còn hai nữa đó là chờ cái gì, chờ ông Bảy kiểu như ông đi bắn muối á, rồi ở đây kêu gọi quyên góp, với sẵn đó ôm thùng phúng điếu luôn, chắc cũng dạng như họp gia đình lại tổ chức luôn, đúng chưa? Chứ bây giờ không có lý do gì và cái nguyên nhân nào mà ông sạc binh nó tới giờ ông chưa về bay về Pháp, đúng không quý bà con? Trời đất ơi, bay về Pháp thì giờ mình đi có tiền là mình giọt ra chừng chắc cũng không bao nhiêu lâu, em không đi máy bay em không rành, nhưng mà cũng không có bao lâu mà mình về nước Pháp liền, đúng chưa? Chỉ có những cái vấn đề đó mà ông sạc ông chưa về thôi. Và hiện tại đó ông ta đang ở chung với cái chị trợ lý Kim Hô Hô đó, bà Sáu tính ngủ ông qua ở chung ở bên quán bún bò, quán hủ tiếu bò Viên, nhưng mà ông quan không văn mến chắc không cho, sao dám cho quý bà con? Ủa, ông sạc này cái mặt ông vậy chứ ông ghê lắm. Em nói như vậy thì chắc có lẽ là những người mà kiểu như bực em á, những cái con ve fan á, khoanh cồn nghe nhạo vô gầy em, nó mày hay quá, mày rành quá, mày đi rình thế gì, hay là mày sao mày biết được ông sạc ông vậy? Trời đất ơi, em nói thiệt quý bà con vậy nè, ở trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, nó vô cùng thực tế. Một người mà kêu bằng đàn ông tới cái tuổi như ông sạc vậy đó, chưa có vợ mà bây giờ ở chung với một người phụ nữ, thiệm hổ quý bà con mình, không bà con họ hàng,
thì liệu có chuyện gì xảy ra? Từ khi ông bị bóng thôi, từ khi ông bị 3-4D thôi, ở Full HD thôi, Ultra HD thôi, ông mới không làm chuyện đó, đúng không? Cái chuyện đó là cái chuyện sinh lý, cái chuyện bình thường. Nếu mà một người đàn ông 100% á, cái tuổi của ông sạc á, thì em nói quý bà con mình làm gì mà không còn cái chuyện ham muốn. Em nói được, em nói thực tế chứ bộ, đúng không? Bởi vì đừng có gầy, đừng lai mà tội nghiệp. Trời đất ơi, đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng thật sự á, thì mình đón vậy thôi, chứ thật sự nhiều khi nó có thể xảy ra cũng chừng nó. Trời đất ơi, bởi giờ ma ma Phật Phật lắm quý bà con ơi, trên đời này nhiều cái chuyện mà mình không thể nào ngờ tới, đúng chưa? Trời đất ơi là trời. Rồi, bây giờ cái thông tin cuối cùng mà em muốn chia sẻ đến quý bà con mình, có một cái chuyện mà em cũng khá là buồn và khá là bất ngờ. Mới cái chat đó đó, là cái con hậu le le, vợ của cái thằng hai bong bóng á, đã lên một cái bản poster về cái live xì xô là kêu bằng phận tơ 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 tầm của thằng hai bong bóng. Thì nhìn chung á, trong cái bản poster này, em chỉ biết được duy nhất một người thôi, là quý bà con mình biết ai không? Đó chính là anh nghệ sĩ hài, nghệ sĩ hài Dũng Nhí. Chắc hẳn quý bà con cô bác mình cũng đã biết đúng không? Bản poster này nhìn tới nhìn lui á, thì những cái ca sĩ này em không cần quan tâm, ngoài cái thằng hai bong bóng ra, có tổng cộng đi coi, tính luôn cái thằng hai bong bóng á, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 người ca nghệ sĩ diễn cái live show phận tơ tầm của thằng hai bong bóng. Ngoài hai bong bóng ra, em chỉ biết cái người thứ hai đó chính là anh Dũng Nhí. Thật sự mà nói em cảm thấy vô cùng bất ngờ, và em cảm thấy khá là buồn. Tại sao em buồn? Thì quý bà con cô bác mình biết anh Dũng Nhí mà đúng không? Anh Dũng Nhí là một kêu bằng cặp bầy trùng, là một người ăn ý với anh Tấn Bèo. Tấn Bèo Tấn Bò đó quý bà con. Em nói thật luôn nha, em nói đem phải mà thấy em nói nha. Em rất là mến mộ anh Dũng Nhí nè và anh Tấn Bèo. Qua những cái vở tiểu phẩm hài mà kiểu mà lên chùa bán nhang rồi đó, quý bà con nào có coi là quý bà con mình biết đúng không? Rất là hay, rất là duyên dáng. Và thật sự mà nói em cũng rất thích anh Dũng Nhí này, tại vì cái nét diễn hài của anh á vô cùng mà bình dân, nó gần gũi với người ta. Nhưng xin mà nói thật lòng của em á, là kể từ đây về sau em không còn muốn coi anh nữa. Và thật chất ra luôn là em không còn idol anh nữa, anh Dũng Nhí ơi. Tại sao? Bây giờ mình nói thì cũng khá là khó nói, nói thật đó quý bà con. Đúng á, là anh ta là một nghệ sĩ thì tất nhiên anh ta chạy show, anh ta kiếm tiền, thì cái điều đó là cái điều bình thường. Nhưng anh ơi, tụi em là khán giả, mà cái thằng nó đang, cái thằng mà nó tổ chức live show ra đó, em kêu bằng cái thằng bong bóng á, nó đã xúc phạm tới khán giả, nó nói khán giả của tụi em á là kêu bằng gì, như những con bờ o bo quyền. Thì bây giờ anh suy nghĩ làm sao mà anh tham gia chung với cái live show của thằng này. Thì anh làm như vậy chẳng khác nào anh đang cho nó nói đúng. Anh Dũng Nhí, nếu mà anh có coi được cái video này của em á, thì anh suy nghĩ lại đi. Đồng ý á, anh chạy show là kiếm tiền, anh nuôi vợ nuôi con, cái chuyện đó bình thường, ai cũng yêu mến và ai cũng hiểu được. Nhưng anh ơi, em nói thật á, anh lựa chọn ai thì không biết, nhưng mà anh lựa chọn ngay cái thằng này, là em nói thật anh, từ đây về sau anh mất một người người fan ruột của anh luôn á, là em. Thì em nói vậy thôi, không biết quý bà con mình nghĩ như thế nào, chứ em riêng em thấy cái bản poster này em thật lòng mà nói em vô cùng buồn luôn á. Em buồn và em bức xúc nữa, và em cũng từ đây về sau em không còn muốn coi cái anh mà kêu bằng hài Dũng Nhí này nữa. Thật sự em nói quý bà con đồng tình không? Thằng hai bong bóng này nó lên livestream, nó xúc phạm khán giả như thế nào em không cần phải nói nữa. Và con vợ của nó đã xúc phạm tới bài hát quốc ca, rồi xúc phạm luôn tới cái bài hát Tổ quốc ghi công. Còn những người mà ca sĩ xung quanh đó, trong cái live show này, trong cái bản poster này, em không cần quan tâm, tại những người này đối với em không là cái gì hết trơn á, em không quan tâm. Nhưng mà đặc biệt anh Dũng Nhí này, anh khá nổi tiếng và anh khá là hay, mà đặc biệt nữa đó là thần tượng của em, mà anh đi làm như vậy thôi rất là buồn quý bà con thiệt luôn á. Không còn muốn coi anh Dũng Nhí này nữa. Thì quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào, hãy cho em biết cái ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con mình dưới phần bình luận video. Cảm ơn tất cả quý bà con mình đã dành thời gian ra mà coi cái video này tới đây cùng với em. Xin chân thành cảm ơn và vô cùng biết ơn tất cả quý bà con mình. Xin chào, hẹn gặp lại.